Đó là con game CS68 anh em ạ. Mình chơi trò chơi quay thú anh em nhá. Chơi trò chơi quay thú. Ok, hôm nay xem cầu nào nào. Ồ, toàn thú anh em ạ. Toàn thú là thú thôi. Hai gấu trúc này, sư tử rồi. Gấu trúc rồi lại cá mập. Ồ. Rồi ok, từ bán sau mình sẽ chơi của anh em nhá. Ờ, ván này không kịp rồi. Vui lòng chờ. Đó, thì số tiền của mình đang là 20.900.000 anh em nhá. 20.900.000. Hy vọng là sau khi chơi mình sẽ thu lại một chút lợi nhuận nào đó. Hôm nay thì mình đặt nhỏ thôi, 100k1 thôi. Ok, tính cứ theo cầu đó. Ván này mình đặt 100k thú anh em nhá. Đặt 100k thú. Ok, về thỏ anh em ạ. Về thỏ rồi. Mình đã thắng được 95.000. Quá tuyệt vời luôn. Thì nhiều anh em cũng thắc mắc ấy, bảo là tải game CS68 ở đâu, thì ở phần mô tả video của mình có đường link nhá anh em nhá. Có đường link ở phần mô tả video và mã code luôn. Anh em copy link và mã code rồi anh em vào chơi thôi. Anh em nạp chút tiền vào tài khoản chơi thử đi, nạp 500k 1 triệu đi. Rồi anh em sẽ thấy con game này vô cùng thú vị luôn, đam mê luôn. Như mình đây chẳng hạn này, lúc đầu mình cũng nạp nhỏ nhỏ thế thôi. Mình chơi vui, mình thấy thích, mình nạp nhiều, chơi nhiều. Ngày nào mình cũng chơi luôn, quá tuyệt vời em ạ, quá tuyệt vời luôn. Đó, mình vừa đặt 400k cửa chim và đã thắng rồi em nhá. Vừa đặt 400k cửa chim và đã thắng rồi. Ok, cái game này vô cùng thú vị luôn anh em ạ. Vô cùng dễ chơi, vô cùng dễ. Hơn nữa, CS68 này có thể rút tiền rồi nạp tiền vô cùng đơn giản, vô cùng dễ dàng luôn. Nó liên kết với hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam. Liên kết với hầu hết các ngân hàng Việt Nam. Thế nên em yên tâm nhá. Anh em yên tâm. Cứ nạp tiền vào đi. Chơi thử. Ván này mình đặt thú anh em ạ. Đặt thú. Nhưng nó lại về chim mới đau anh em ạ. Đặt thú 100k nhưng nó về chim. Ok. Không sao. Ván này mình thua. Nhưng ván sau mình sẽ gỡ lại. Rất là đơn giản. Đó thì số tiền của mình hiện tại 20 triệu này. Thì mình có thể trụ được 10 ván chẳng hạn. Đó, mình thu được 10 ván thì mình sẽ gỡ lại. Rất là đơn giản anh em ạ. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Thì ván này này, mình đặt chim anh em nhá. Mình đặt chim 400k. Ok. Thế em cứ vào đi, cứ theo mình đi. Go. 400k, cửa chim hút quả nào đây. Ok, về chim bồ câu rồi anh em ạ. Về chim bồ câu rồi. Mình được 380k. Đó, anh em thấy không? Thì nhiều anh em thắc mắc bảo tại sao chủ thớt không đặt cụ thể con thú hay là con chim gì đấy. Như kiểu là gấu trúc này, con khỉ này, con thỏ này, hay là con sư tử. Ở bên kia có chim bồ câu, chim phổ tước, chim đại bàng. Ồ, đấy anh em ạ, nhưng cái đó thì nó hơi khó ăn. Nên là mình chọn cách là đặt 50-50 thôi. Mình đặt 50-50 thì mình cảm thấy mình dễ ăn hơn, tự tin hơn. Đó, ván này chẳng hạn này, mình đặt 400k cửa chim anh em nhá, đặt 400k cửa chim. Ok anh em ạ, về chim phổng trước rồi, mình lại ăn 100k tiếp, quá tuyệt vời luôn. Ok, vậy là so với số tiền gốc của mình là đã có lãi rồi anh em ạ. Lúc đầu mình chỉ có 20.600.000 thôi, giờ hiện tại mình đang có 21.700.000 rồi, quá tuyệt vời luôn. Chỉ sau 2 phút rưỡi thôi thì số tiền mình đã lên được hơn 1 triệu rồi. Mà số tiền mình đặt rất nhỏ thôi anh em ạ, đặt rất nhỏ luôn. 50k đến 100 thôi, đặt rất nhỏ. Thì em cứ lạp vào đi, chơi thử đi, rồi em sẽ thấy niềm đam mê ở trò chơi CF68 này anh em ạ. CF68 380k. Ok. Mình đặt cửa chi 100k bài thắng anh nhá. Đặt cửa chi 100k bài thắng rồi. Sau khi cắt phế thì mình còn 380k anh em ạ. Còn 380k. Ván này mình lại tiếp tục đặt cửa chim anh nhá. Đặt tiếp tục ở cửa chim 100k. Thì chim nó về 5 lần rồi anh em ạ. Về cửa chim 5 lần rồi. Hy vọng là nó còn về dài dài nữa. Thường là cầu của nó thì khoảng 5 ván là hết. Mình hy vọng là nó vẫn còn cầu đấy anh em ạ. Hy vọng là nó còn. Ô anh em ạ, ván này nó không về chim nữa rồi. Nó chuyển sang thú anh nhá, chuyển sang thú cụ thể là về con khỉ.
Vậy là mình thua 100k rồi anh ạ. Thua 100k rồi nhưng không sao anh ạ, không sao. Ván sau mình sẽ gỡ lại. Rất là đơn giản, rất là nhanh chóng thôi. Số tiền hiện tại của mình đang là 22 triệu em nhá. Số tiền hiện tại mình đang là 22 triệu. Mình chuyển sang đặt cửa chim. Mình đặt 200k em ạ. Đặt cửa chim 200k. Hy vọng là nó về cầu 1-1 anh ạ. Hy vọng là nó về cầu 1-1. Giải quả hay nào. Go. Ok anh ạ. Ok rồi. Nó về chim bồ câu anh nhá. Về chim bồ câu. Mình đặt 200k cửa chim và hiện tại mình đã thu được 190k. Thu được 190k. Số tiền hiện tại của mình là 22.200.000 anh em ạ. 22.200.000. Chỉ sau 5 phút thôi, số tiền mình đã lên được 2 triệu anh em nhá. Chỉ sau 4 phút, cụ thể là 4 phút, mình đã lên được 2 triệu. Ván này tiếp tục đặt cửa chim nhá. Mình đặt cửa chim 200k tiếp theo. Go. Ôi không anh em ạ, mình thua rồi. Ván này nó về con sư tử. Mình đặt cửa chim 200k và nó thua anh em ạ. Đặt cửa chim 200k và thua rồi. Ok, thì ván sau mình sẽ đặt tiếp. Mình đặt gấp. Gấp thép lên là ok anh em ạ. Đặt gấp thép lên. Mình vẫn đặt cửa chim anh nhá, vẫn đẹp cửa chim. Mình đặt 800k luôn ở cửa chim. Đó, thì nhiều anh em thắc mắc bảo tại sao phải đặt gấp thép nhờ. Ôi anh em ạ, thì chúng ta đặt cấp thép ấy, thì chúng ta sẽ thu được cái tiền lúc đấy mình thua, có được lợi nhuận và hơn nữa là tiết kiệm được thời gian anh em, tiết kiệm được thời gian cho anh em. Vấn đề rất là quan trọng là tiết kiệm thời gian. Wow, ván này mình lại thua rồi anh em ạ, lại thua, vẫn là vậy, là mình thua 2 ván liên tục rồi. Không sao anh nhá, không sao, mình thua 2 ván thì ván thứ 3 mình sẽ gỡ lại, mình quyết tâm gỡ lại luôn anh em ạ, quyết tâm gỡ lại luôn. Lúc nãy mình xem nào, mình thua 800 rồi, 800k được 200k, đó mình thua 1 triệu rồi. Mình thua 1 triệu, ván này mình chuyển sang cửa thú anh nhá. Chuyển sang cửa thú, 800k nhân đôi. 1.6 triệu, ok, mình đặt 1.600.000 ở cửa thú anh ạ. Đặt 1.600.000 cửa thú, ok. Quá tuyệt vời đây anh ạ, nó về con sư tử rồi. Vậy là mình thu được 1.520.000, ok. Sau khi cắt phế 1.600.000 mình còn 1.520k anh em nhá. Vậy là số tiền hiện tại mình đang là gần 23 triệu rồi anh em ạ. Gần 23 triệu rồi, chỉ sau 6 phút thôi. Ván này mình tiếp tục đặt cửa thú luôn. Hy vọng là thú nó sẽ về 5 lần anh em ạ. Nó đã về 3 lần rồi sau khi cầu 1-1. Kết thúc ở chim bồ câu, thú về 3 lần rồi. Ván này mình hy vọng là con thú ấy. Mình đặt 800k cửa thú luôn ạ. 800k cửa thú. Hy vọng là đúng như mình dự đoán là thú sẽ còn về 5 lần nữa. Ok, về con khỉ rồi anh em ạ. Về con khỉ rồi, mình thu lại được 760k. Mình đặt 800k rửa thú và thu lại được 760k anh em nhá. Thu được 760k. Số tiền hiện tại của mình đang là 23.400.000. Thì ván này xem nào, mình lại tiếp tục đặt cửa thú ạ. Tiếp tục đặt cửa thú. Hiện tại thì mình sẽ giảm số tiền một chút, mình đặt 500k đây em ạ, đặt 500k cửa thú thôi. Ok. Vậy là thú về 4 lần rồi. Mình có thể là mình đoán là ván này là ván cuối của cửa thú đấy. Ok anh em ạ, nó về con sư tử rồi, nó thu được 500k tiếp. Sau khi cắt phế mình còn 475.000, 475.000 anh em nhá. Ok, thì video mình dài rồi, hẹn anh em ở video lần sau nhá. Chào tạm biệt và chào quyết thắng.